Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay em còn mấy con nọc DBX thương hiệu của Mỹ đời 2231. Dòng 2231 này thì là cái đời cao cấp nhất rồi. Đấy, cái hình thức còn rất là đẹp các bác. Hôm nay là ngày 27 tháng 11. Em sẽ quay cho các bác xem về cái nội thất bên trong của nó. Ở trong cái dòng DBX 231 rồi là 2231 rồi là 1231. À đây có cả con 231 đấy nhá. Có cả con 1231 nhưng mà em chưa lau chùi được. Đây chỉ lau chùi qua máy móc các thứ còn rất là đẹp. Mặt đằng sau của nó đây. Con này giá là 2 triệu các bác nhé. Giá bán là 2 triệu. Đời 2231 giá bán đều là 2 triệu các bác nhé. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sao Đỏ chính Hải Dương các bác nhé, siêu hàng toàn quốc. Máy móc gì nguyên bản. Trong dòng DBX thì các bác biết rồi. Maximum là cái đời 2231. Và cái mức giá như này thì cũng là cái mức giá rất là rẻ. Còn con 2231 DBX 231 này giá 1 triệu mốt các bác nhá. 1.100.000. À, các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở trên đây nhé. Clip này em xin được ngắn gọn tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.